Ok, xin chào tất cả anh em. Thì học sinh lớp 7 đã quay trở lại rồi đây. Thì hôm nay mình sẽ làm theo một số yêu cầu của anh em. Thì nói về loài common gì đó. Thì mình không phải là về common bình thường. Thì mình sẽ làm một dòng đột biến của common, đó là hippo common. Ok, nào chúng ta cùng theo dõi thôi nha. Ok, thì hiện giờ trên tay mình đây là một bé hippo common. Đây, ok. Ui dạ. Ok, thì mình không có đánh giá chuyên sâu về nó, mình chỉ nói là review cái cách mà gọi là cái nhìn của mình thôi. Thì cái sức khỏe với lại cái cách ăn của nó thôi. Ok, mình không có làm nhiều, tại thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm nuôi về cái dòng này nhiều. Mình mới nuôi được khoảng gần một tuần thôi. Nên chưa có kinh nghiệm nhiều, không có dám nói bậy bạ, sợ anh em bóc phốt. Ok, thì cái dòng này thì nó khác với common bình thường là cái vẻ gì thì anh em khi nhìn vô không cần phải nói rồi. Thì là màu sắc, thì dạng hippo này á là một loại dạng đột biến ở màu sắc. Thì bọn nó là không có giống với cái bọn mà gọi là common bình thường của mình là màu đen hoặc là màu hơi vàng tí. Bọn này đây, da thật sự nếu mà khi mình không biết lên camera thì cái màu của nó làm sao, nhưng mà đây hầu như là muốn ra màu cam luôn. Đây cái màu cơ bản của em đó, và phần mai cũng vậy chứ cũng khá là hung dữ. Và cái phần mà gọi là đánh giá, ui dạ, khi mình nhìn vào cái màu này thật sự là rất là ưa chuộng với mọi người luôn, thật sự rất thích. Thì giá thành của em nó cũng không phải là gọi là cho những không có gọi là phù hợp với các em học sinh sinh viên. Thì giá em này dao động từ 2 triệu đổ lên đấy. Thì bé này ấy, thì cái màu khi sinh ra nó đã là như vậy rồi, chứ không phải là mình ăn kích màu lên. Bọn này sinh ra màu nó như vậy rồi, thì anh em muốn cho màu nó lên ok mà đẹp nữa thì anh em cho ăn những thức ăn như là kama này, tetra này đấy, thì các loại thức ăn đó sẽ kích màu lên cho bé. Có những anh nuôi với con này cái màu nó như là hầu như là muốn màu cam luôn, màu cam mà cam đỏ luôn, nó rất là đẹp. Thì do là bé này của shop mình là khách order, mình chỉ nuôi tạm của khách là khoảng một tuần đến hai tuần thì khách sẽ đến lấy đấy. Đây, nói chung thì bé này săn bắt này nọ thì cũng như cơm mâm thường thôi đấy. Bé chỉ là gọi là đột biến màu thôi, chứ cơm mâm bình thường thì nó cũng y gan con này, thì con này cũng y gan cơm mâm bình thường. Ok, thì mực nước thì anh em nuôi cũng giống như bình thường thôi, chứ không có gì hết. Qua mai khoảng 5 cm là nước khá là ổn, nhưng mà đối với loài này thì anh em nên nuôi nước kỹ một tí. Thì cái kiểu như thường thường dòng đột biến thì cái tính gọi là cái đề kháng của nó thì nó hơi yếu hơn, tại vì do là đột biến anh em cũng biết đấy. Thì bọn này anh em nuôi kỹ một tí không là lại rất là dễ kiểu như xảy ra nấm. Nhưng mà nói chung thì anh em cứ nuôi theo cách common bình thường đi, cũng khó xảy ra nấm lắm, mình thấy là như vậy. Tại hôm nay mình có test thử với khách câu video này chắc chữ mình. Tại hôm nay mình có nuôi khoảng 3-4 hôm á là mình chưa thay nước, và nước cũng khá là dơ, nhưng mà mình kiểm tra mày nọ của bé hết là không có bị dấu hiệu của nấm, không có dấu hiệu luôn nha. Đấy, thì bé này là rất là hung dữ luôn. Đấy, thì cái phần móng này nè, thay vì thì mấy cái con kia là màu vàng hoặc là màu đen, cái phần móng á màu vàng hơi thôi, chứ bé này là hầu như là muốn màu trắng luôn, cái bộ móng của nó muốn màu trắng luôn á, khá là đẹp. Và mình nói chung thì mình chỉ review cái màu sắc thôi. Thì anh em cho ăn kích màu lên nó sẽ càng đẹp nữa. Và mình cực kỳ thích phần mai của bé này. Nó không có phải là gọi là vàng quá, nhưng mà cái ảnh nó hơi cam á. Nếu anh em cho ăn kích màu lên và chà mai thường xuyên. Anh em nhớ khi mà cái chà mai của mình á là mình chà nhẹ thôi. Mình chà nhẹ nhẹ, nhưng mà mình chà nhiều lần. Như một ngày mình chà một lần như thôi, mình chà nhẹ.
thì nó sẽ không có ray trace cho con rùa, tại vì khi cái phần mai này là thật sự là không phải là một cái miếng gọi là anh em cứ nghĩ là giống như không phải là một cái xương, không phải là một cái xương, một cái gọi là như là cái khiên của nó. Thật ra cái này là một cái xương sống của con rùa, hoặc là cái xương sống luôn á, hay là phần xương sống của con rùa. Thì anh em nếu mà tác động mạnh quá, chà chóc cái lớp phần mà mai ở trên ngoài á, nó tới cái lớp sừng á, thì cái lớp cái kiểu như anh em trong group thì gọi là sừng đó, thì tới cái lớp trong đó, thì thật sự lúc đó là rùa của mình vừa bị stress nè, vừa bị dễ bệnh nữa. Anh em chà mai nhẹ nhẹ thôi nha, chà nhẹ thôi, cái kiểu như cho đóng chốc những cái gọi là thức ăn dư thừa hoặc là rêu tảo này nọ bám lên á. Ok thì đấy, và anh em khi mà anh em nuôi lên, hầu như á, mấy bé này mà xây lớn mà anh em nuôi mà kích thức ăn màu lên thì bé sẽ là cái mai hầu như là muốn theo màu cam hoặc là màu vàng, màu vàng mà vàng cam á, rất là đẹp, cái màu thực sự rất là đẹp. Có nhầm anh em nuôi lên màu trắng luôn á, cái mai phần màu trắng. Thì nếu mà anh em đã chơi dòng này rồi, nếu chơi dòng này thì anh em nên mua một cái loại mà gọi là thức ăn mà kích màu, thì Kama với Tết Cha bắt buộc phải chịu rồi, thì để cho bé xem màu đẹp hơn, tại anh em thích màu thì phải mua cái đó để kích màu bé. Còn nếu mà anh em nuôi bình thường thì màu nó sẽ kiểu như khi lớn thì nó sẽ bị nhạt dần đi, nhưng mà nó vẫn giữ cái màu sáng chứ không phải nó đen xì lên nha. Đấy thì anh em tại có điều kiện mua bé này thì đầu tư thức ăn cho bé. Ok thì mình ở cái phần đây mình sẽ cho anh em coi cái phần yếm. Đây, cái phần yếm của em nó. Tại bé này mình chưa có cho thức ăn kích màu tại của khách. Đấy, cái phần yếm thì bé của nó khỏi phải nói đúng không? Rất là đẹp. Phần thịt cũng vậy. Và bé này mình thấy là tiêu hóa cực nhanh luôn á. Sáng tới giờ là ăn 2-3 con cá mòi rất là bự luôn á. Đây, bé rất là hung dữ. Đấy, anh này có thể thấy thì bé này chỉ là cơm mâm hibo thôi nha. Thì cái phần review của mình thì đến đây chắc cũng tạm dừng, tại thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm nhiều, mình chỉ review cái mà gọi là ui da móng nó màu đau quá, review cái gọi là sức khỏe thức ăn. À, thức ăn thì nó cũng ăn như bình thường thôi, nhưng mà mình nuôi dòng này nhớ cho ăn thức ăn kích màu nha, nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đấy là gọi là một cái khá là hung dữ. Thì đó là cái lời khuyên của mình. Và bọn này thì anh em cũng phơi nắng thường xuyên hơn tí thì màu nó sẽ ổn hơn. Phơi nắng thường thường thì cơm mâm bình thường mình phơi nắng 2 tuần, ủa lộn, 1 tuần 2 lần. Thì bé này anh em cứ phơi từ 3 đến 4 lần đi, nhưng mà nước cũng phải kiểu như tới mí mai đây nè, cho bé không bị sốc nhiệt hay là cái vấn đề nào đó khi mà phơi nắng diễn ra. Tại vì phơi nắng diễn ra thì nó có gọi là có một số anh em phơi á, mà để không có nước á, nó sẽ nóng quá dẫn đến sốc nhiệt và bé rùa bị chết. Đấy, anh em lưu ý một điều đó. Ok, à, shop mình thì cũng có bán Kama nha anh em. Anh em nhớ hồi đơn. Ok, chào tạm biệt anh em. Thì chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Tại vì hôm nay lâu quá không có ngày clip, tại vì mình cũng công việc nhà cũng khá là bận. Thì hôm nay mình sẽ chắc mình sẽ ra clip đều cho anh em. Ok, chào tạm biệt anh em. À, nhớ like, subscribe kênh và share giúp mình nha, để mình có động lực làm. À, mình cũng có chuẩn bị bé Flow để cho cái event 1k sub rồi đó. Thì anh em share để lên 1k sub để mình mở event tặng Flow nha. Ok, chào tạm biệt anh em.